Hả? cũng xanh rồi. Con xanh nè. Nó nở rầu con xanh rầu. Đây là đi tìm hả? Sao? Ừ, anh đi bước đây anh cái hả? À? Bước lên môi anh cái hả? À? Đây là mối. Hả? Gần xong rồi. Gần xong rồi. Lá mối, lá mối. Theo cái đâu không? Đấy. Cắt con bò nó dậm thì mình lại rinh con bò vừa cho giờ biết sao không? Lá máu đây lá nó cũng gai lóc nhá, lông nó thiệt là nhiều chỗ đây hồi nãy qua không thấy lại mà thấy đi.
Ơn. Có gì đâu phải chán.